Hiền Diệp cập nhật nguồn chia sẻ của bạn Nguyễn Sinh về người phụ nữ bí ẩn đến thăm cô CEO, gặp đại nạn mang tiếng là người của VT. Hiền Diệp mời các bạn xem video để chúng ta hiểu rõ nội dung chi tiết. Đang làm ruộng dưới quê, tự dưng lên gặp idol xong phát thành tổ chức khủng bố. Rồi mấy nay fan chị hai lấy hình người này người kia đăng lên đòi truy lùng người này người kia, mà toàn người tầm bậy tầm bạ, kiểu gì cũng 7,5 củ nếu những người đó gửi đơn. Đây có lẽ là một pha đua idol kinh điển nhất trong lịch sử ngành giải trí, lên gặp idol phát cuộc đời thay đổi luôn. Anh em đợi cơ quan chức năng kết luận nhá. Người phụ nữ mấy ngày qua được cho là người của tổ chức phá hoại GT có tên thật là Trần Thị Đời, quê Hậu Giang. Bà Đời có chồng và hai con gái, vài tháng trước bà Đời nói với người thân rằng muốn ra gặp cô CEO vì rất hâm mộ bà, sau khi thì xảy ra tình huống như mấy hôm nay các anh chị cũng đã thấy. Từ sau phiên live của cô CEO, bà Đời đã được cơ quan chức năng mời lên để làm rõ một số nội dung liên quan đến những câu chuyện xung quanh buổi talk show. Cũng theo gia đình, bà Đời tâm lý không được bình thường, mang bệnh từ vài năm trước, khi gia đình hỏi về sự kiện hôm đó. Bà trả lời rằng, ra hỏi cô CEO, nếu cô CEO chết thì cô chết, cô sẵn sàng đi tò gì đi tò ở Sài Gòn sướng hơn ở quê. Cái này mới không biết là thông cảm hay nên vô cảm nè.